Rồi, xin chào mọi người ha. Thì lại là Quang Trung đây. Chào tất cả các chú anh chị và các bạn ha. Thì có những cái câu hỏi mà trên YouTube á, thì với lại TikTok thì có hỏi chung là mở đầu lạnh mà không thấy chạy đuôi nóng, và có thấy cái quạt của dàn nóng này nè chạy nhưng mà nó không lạnh và bốc ra hơi nóng không à trong phòng á. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người cũng như là mấy bạn mà bắt đầu học nghề điện lạnh ha. Thì cái dòng máy này là dòng máy mono. Căn bản là mono trước đi. Thì sau đó thì Trung sẽ nói về cái dòng invert sâu hơn. Đó. Thì bây giờ trước tiên mà bây giờ mình mở đầu lạnh và thấy cái đuôi nóng chạy, nhưng mà thật ra là cái lốc nó không chạy đâu mọi người. Đó, thì quay qua quay lại là gì? Chỉ thấy cái quạt của dàn nóng chạy thôi. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra từ đâu? Đó, và cách mở ra như thế nào? Thì hôm nay Quang Trung sẽ có một bạn cũng mới vào học nghề, cho nên là Trung sẽ hướng dẫn bạn đó mở ra và kiểm tra từ đầu tới cuối ha. Rồi, ví dụ như đuôi nóng không chạy, hoặc là chạy quạt, hoặc là không chạy lạnh. Thì bây giờ chúng ta có cái cách là để mở ra kiểm tra cái gì nha. Rồi, lấy ba ke mở mấy con ốc nắp trên đi. Đó. Thì khi mà không chạy lạnh thì có hai cái vấn đề. Đó, có hai cái vấn đề. Và một là xì ga, hai là hư capacitor. Chỉ có hai cái trường hợp đó thôi. Và ba nữa là cái khả năng ít nhất đó là chết lốc. Ha, hư lốc quá mọi người. Đó. Thì hôm nay Trung sẽ nói về sơ về cái căn bản kiểm tra xem nó như thế nào. Để mà mọi người cũng như là mấy bạn đó, quan tâm cái gì này nhiều hơn. Thì Trung sẽ làm cái video này chứ để là anh em thì có những lúc không có bỡ ngỡ lắm. Đó. Rồi, mình mở từng con ốc ở trên cái nắp ha. Thì thường cục nóng không phải là nó nằm ở dưới như thế này, mà nó nằm ở trên cao, thì mình có thể là mình dùng thang mình leo lên mình kiểm tra. Đó. Thì sơ bộ thì bạn ấy đang mở hết ra. Mở cái nắp ra ha. Thì con nào con hiệu nào cũng vậy thôi. Rồi chúng ta mở nắp ra. Đầu tiên là mở cái nắp cốp ra, nắp trên ra để kiểm tra. Này. Thì xung quanh đây nó có những con ốc nè. Mình mở ra nha. Mình tháo ra rồi mình bỏ cái con ốc vô một cái khay gì đó. Chứ đâu mà cứ cầm trên tay thì sao mà làm được. Đồ thì rất là nhiều. Đây là hôm nay chúng bay cái thực tế cho anh em xem. Đút vô vặn hai tay coi. Ngay coi, cầm cái tô vít mà sao mà giờ cầm, sao mà cầm không có cầm cái kiểu đó được. Cầm nè. Cầm người ta ngay thẳng, người ta vặn một cái một. Cái tay này, cái này nó hơi cứng. Thì mình dùng một cái kềm hay là một cái búa gì đó mình gõ nó lên. Đó, cái tay nè, mình gõ nó lên. Đây, Quang Trung quay chi tiết cho anh em xem ha. Bên trong nó có những cái gì đây. Đó. Thì đây là cái bộ phận mà cái cánh quạt nè. Đây là cái dàn nóng ha. Đó. Đó, bộ phận cánh quạt, motor quạt, và đây là cái dàn nóng. Thì bên đây là gì? Bên đây là có capacitor và cái ba ca ba của thằng tủ quạt.
của quạt ha, cái này là của lốc. Thì mình cứ nhìn đầu tiên vô đây nè, đây nè, lỗi vỏ đồ nghề ra coi. Rồi mình nhìn đầu tiên vô nè, đó, tôi quay cho anh chị thấy rõ luôn ha. Đó, tôi focus lại chút xíu. Rồi khi sau khi mà chúng ta đầu tiên anh chị và các bạn thấy là cánh quạt chạy và mình đo, mình coi dòng ampe mà chạy mà không lạnh á, đó, thì hồi nãy chúng nói rồi, một là mất ga, đó, hai là hư capacitor. Thì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ dùng một cái đồng hồ. Đồng hồ đo đâu? Đồng hồ điện đây, đồng hồ này. Tháo ra. Và mình kiểm tra cái con tụ này trước. Thì có hai cái cách kiểm tra mà cái dạng mà không có đồng hồ thì chúng sẽ chỉ sau. Còn bây giờ kiểm tra về cái có cái đồng hồ trước đã ha. Thì con tụ này cũng là tụ zin. Tụ zin mọi người, lấy cái kềm. Đó. Thì ở đây có những cái dây màu. Theo màu thì chúng ta sẽ nhớ giật cái dây nào ra. Giật cái dây nào ra thì chúng ta sẽ nhớ và chút xíu sẽ ghim vô lại y như cũ ha. Ở bên đây có 3 dây tùy theo loại máy. Rồi chúng ta bỏ qua 3 dây xanh này, bỏ ra ngoài. Gắn dây đồng hồ vô chưa? Đó. Và một cái dây nâu này ra ngoài. Chúng ta sẽ kiểm tra lại hai cái vấn đề này. Nếu như ở ngoài giàn nóng mà nghe tiếng máy kêu chạy mà quạt không quay thì chúng ta sẽ kiểm tra ca ba nhỏ này. Mà thấy quạt quay mà không có nghe được cái lốc chạy thì chúng ta đang nói về mono nha, không nghe được lốc chạy thì chúng ta sẽ kiểm tra cái thằng này. Thì thằng này là một ngựa rưỡi. Một ngựa rưỡi thì nó dao động là nó có là 35 para ha, 35 mi. Đó. Rồi, mình sẽ dùng một cái đồng hồ điện tử như thế này nha mọi người nha. Đó, mình để một cái hang như thế nào? Mình để hang lên đây là đo, có cái chế độ là đo thông mạch nè. Và chế độ đo kilo ohm, đo ký. Và chế độ này là đo điện trở ha. Đo trở và chế độ mà NFF này, microfarad này là đo dòng tụ ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đo kiểm tra cái tụ trước nè. Lấy ba kem mở thêm ra. Mở hai con ốc này nè. Chúng ta sẽ mở ra cho mình sẽ mở ra và đo cho nó dễ hơn nha. Rồi. Mình lấy cái cục tụ dựng đứng lên. Đó, rồi. Như thế này. Thì mình tháo cái này ra luôn nè. Để chút xíu nữa chung chỉ cho cái cách kinh nghiệm thôi. Đây. Mình để lên đây. Đầu tiên là mình xem cái cục này hình như là con này hình như bị hư nha. Để mình đặt xuống cái nền nhà thử coi. À, cũng như nhau. Con này mình nghi bị hư, chút xíu mình chỉ cho cái kinh nghiệm đó. Bây giờ mình đo cái tụ pha ra. Thì cái cục này là bao nhiêu? Cái chỉ số nó là bao nhiêu? Mọi người thấy được không? Để focus lại. Là 35 mi. À, rồi. Nó là một ngựa rưỡi ha. Rồi chúng đo nè. Để xem nó có chỉ số nó là lên 35 hay không. Nếu lên 35 là còn tốt. Mình đo thì từ từ ha, nó mới lên. Nó lên là 3 Rồi, 34 mF ha. 0.5 tức là cục này còn. Và cái đít này nó hơi bị mo một tí xíu nha. Thì cái cục này nó sắp bị hư rồi đó mọi người. Mọi người để ý ha. Bo 35 thì còn, nhưng mà mình dựng đứng cái cục tụ này lên, thường cục tụ nó cái đít nó sẽ bằng ha, cái đít nó này nó sẽ bằng. Nhưng mà cục này nó hơi mo rồi thì chắc chắn là một ngày nào đó nó sẽ bị hư, gần đây nó sẽ bị hư thôi. Con này có chớm rồi. Thì bây giờ đó,
mình để lên mà nó không có được bằng phẳng nè thì nó gần hư rồi đó nha mọi người. Rồi bây giờ bỏ cái cục này qua một bên. Vậy thì còn nếu như nó không lên đủ 34 hoặc 35, nó còn về có 20 hoặc là 10, 15 thì mình nên xách cái cục này đi ra, mình mua cái cục khác mình về mình gắn vô nha mọi người nha. Và nếu như quạt không chạy thì chúng ta cũng tiếp tục để mà tiến hành thang đo tụ. Thì cái cục tụ này là 2.5, dao động là 2.5. Vậy thì chúng ta đo thử coi có đủ 2.5 hay không, hoặc 1 mi hay không. Cục này bao nhiêu? Cục này là 2 mi. Thì bây giờ đo nó chỉ còn là 1.09 nè. Vậy là cục này cũng tuột rồi ha. Cục này tuột rồi nha mọi người nha. Đó. Cục này đã tuột rồi đó. Cho nên là cái quạt này nó sẽ chạy yếu, nó không chạy mạnh như hồi xưa, mà do cái cục này nó đã yếu rồi, nó tuột đi rồi. Nó là 2 mi, 2 mét, nhưng mà đo nó chỉ còn có 1 chấm thôi. Đây, chưa được 1.1 nha. Đó, cục này đã yếu và cây quạt này nó đã chạy yếu đi rồi. Rồi, thì cái video của Quang Trung tới đây cũng đã kết thúc. Thì anh chị em nào, bà con cô chú nào cần Quang Trung làm những cái video như thế nào thì comment bên dưới nha. Thì anh chị em nào mà biết rồi thì lướt qua cái video này. Còn anh em nào mà chưa có hiểu thì hãy subscribe cũng như là đăng ký like, cho Trung một like để mà theo dõi những cái video mới của Quang Trung tiếp theo nha. Rồi cảm ơn mọi người nha.